Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em. Cũng như những live stream khác, xin các anh chị em có mặt ở trên trang diễn báo dùng âm thanh có nghe được hay không. Và tôi cũng xin một vài phút, khoảng nửa phút để tôi có thể chuyển đến một vài cái trang khác để hy vọng sẽ chuyển được những thông tin của những cái live stream của anh em chúng tôi đến thêm được một số người khác. Alo, alo, vâng, xin chào anh Bảo Bình. Rất là khuya rồi, tại Việt Nam là giờ này rất là khuya rồi. Tôi không nghĩ rằng sẽ có các anh chị em còn thức để trao đổi với nhau trên những trang mạng để thảo luận về những đề tài như thế này. Rất cảm ơn các anh chị em đã có mặt. Xin chào anh Phạm Anh Dũng. Vâng, thưa các anh chị em, cách đây mấy hôm tôi có nhận được một lời yêu cầu của một anh chị em tại Việt Nam có gợi ý rằng anh em chúng tôi, hoặc nếu không được là anh em đó, tức là không, anh mình không phải không có mặt được đó, thì tôi sẽ thực hiện ngay khi mang tính cách cá nhân như thế này. Về những câu chuyện về một người hết sức là quan trọng trong dòng lịch sử cận đại của chúng ta, đó là Đức Huỳnh Phú Sổ. Thực ra đối với tôi là rất khó để phải không biết là phải gọi như thế nào. Tôi không, với cái cảm nhận của tôi sau khi tôi có những cái cơ duyên đi tới Dharamsala, đi tới vùng Tây Tạng của những người Tây Tạng lưu vong trên Himalayas, và được cùng với anh Huỳnh Công Phải tiếp cận với rất nhiều những vị Pinochet, kể cả là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và sống tại một cái ngôi tự viện đã có một cái tuổi 600 năm rồi, tức là người ta kỷ niệm 600 năm cái ngôi tự viện đó, tự viện Guiotu. Đồng thời cũng có một số những cái tự viện khác ở trên Himalaya mà anh em chúng tôi có cái cơ hội, xin lỗi các anh chị em. Mà anh em chúng tôi có cái cơ hội tiếp cận với các vị sư, kể cả là các vị họ là những người hộ pháp cho Phật giáo, tức là họ không phải là các vị tăng lữ của Phật giáo, mà họ là những vị tu núi. Tôi coi đó là những, tức là thần đạo. Và với những cái cơ duyên đó thì tôi rất là khó để đề cập mà gọi nhân xưng đối với Đức Huỳnh Phú Sổ, đối với Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thậm chí khi tôi gọi là Đức Huỳnh Phú Sổ, tức là tên gọi đó, thì tôi cũng hết sức là ngần ngại.
Trước khi đi sang và tiếp cận với những cái ngôi chùa và những người tu núi của vùng Tây Tạng đó, thì tôi bị dẫn dắt nhiều lắm. Từ khi mà tôi bị nhốt ở trong cái trại tù của tỉnh Thanh Hóa đó, bên cạnh núi Mảnh, nguyên cái dãy núi, vùng núi Lam Sơn đó, thì là vùng khởi nghĩa của Lê Lợi. Cái con đường mà họ đưa tôi vào cái khu biệt giam là cái đoạn đường đá đó chính là đoạn đường mà họ, tức là người quân Minh đó, những người Hán của quân Minh đã chém đầu ông gọi là Lê La. Tôi gọi là Đức Lê La. Ông Lê Lợi, tôi gọi là ông Lê Lợi, nhưng ông Lê Lai tôi lại gọi là Đức Lê Lai. Có một cái dịp nào đó trao đổi với nhau cụ thể, chúng ta sẽ thảo luận về những cái chuyện đó. Bởi vì đối với tôi, những người dám chết cho đất nước, dám chết cho đại nghĩa, thì tôi coi đó là những bậc thánh nhân. Những bậc thánh, họ chết đi, họ thành thần. Còn dẫu có là vua hay là gì đi nữa, nhưng mà không, tức là cuộc đời không phải là cuộc đời toàn tâm toàn ý sống chết cho quyền lợi của đất nước ấy. Thì tôi không, tôi gọi là ông chứ tôi không gọi là đức. Ngày hôm nay chúng ta, tôi xin mạo muội góp tiếng của mình, mang tính cách tâm tình nhiều hơn là phân tích. Tôi không mong rằng tôi mang một cái, tức là những cái sự trình bày của tôi nó mang một cái giá trị phân tích nào đó. Tôi không nghĩ và không có cái tham vọng rằng sẽ phân tích về cuộc đời của Đức Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Huỳnh Phú Sổ. Bởi tôi nghĩ rằng khó có ai có thể luận được nó, khó ai có thể phân tích được. Nếu như tôi không có cái cơ duyên đi sang vùng vùng núi Himalaya, thì có lẽ là cái nhìn nhận của tôi nó cũng không có đủ cái động lực, tức là động lực hoặc là sự can đảm để ngày hôm nay ngồi ở đây nói chuyện với nhau, nói chuyện với các anh em, sau khi có những lời yêu cầu của một hai anh chị tại Việt Nam, mà tôi hiểu được rằng các anh chị này là những người có tìm hiểu rất sâu sắc về Đức Huỳnh Giáo Chủ nói riêng và về tôn giáo Hòa Hảo nói riêng, nói chung. Thưa các anh chị em, đất nước của chúng ta có một cái vùng mà từ khi tôi gọi là bị hay được thì tôi chưa hiểu rõ lắm, vào cái tù của trại 20 Xuân Phước Phú Yên ấy, thì đâu đó trong cái thời gian, tức là những giai đoạn năm 1994, là đâu đó tôi nhận ra những cái giá trị huyền bí của vùng đất, tôi gọi là vùng đất địa linh, là từ Siem Reap, tức là vùng văn minh của người Khmer, của văn hóa Khmer, kéo dài sang bên núi, những cái ngọn núi đặc biệt của mà bây giờ chúng ta gọi là Việt Nam. Tôi gọi đó là những cái tàn tích, những cái vùng đất, vùng lãnh thổ của một nền văn minh kỳ vĩ. Đó là vùng núi Tà Lơn kéo dài đến vùng Thất Sơn. Khi mà chúng ta nhìn vào cái địa hình, địa lý của cái toàn cầu của chúng ta đó, thì những người có nghiên cứu về phong thủy đó, sẽ thấy cái dải Trường Sơn của chúng ta đó, nó nối mạch với cái dãy Hy Mã Lạp Sơn.
Dãy Hy Mã Lạp Sơn khi đi qua Miến Điện, tức là chạy dài xuống dưới Miến Điện và nối với cái rặng Trường Sơn của chúng ta, và tận cùng của nó đó chính là vùng Thất Sơn, và cái đuôi vẩy lên, gọi là đuôi vẩy lên, cái vùng đất vẩy lên đó chính là Phú Quốc, gọi là cái hạt châu của cái gọi là con rồng. Thì cái hạt châu của cái đuôi đó chính là Phú Quốc. Thì với một cái địa hình như vậy đó, địa lý như vậy đó, nó làm cho chúng ta rất nhiều những suy tư. Ở cái đỉnh cao nhất của thế giới so với mặt biển, đỉnh cao nhất là trước đây người ta gọi là đỉnh Everest. Nhưng cho tới giờ này đó, thì các nhà khoa học đã phải nhìn rằng đỉnh Everest không phải là đỉnh cao nhất, mà đỉnh cao nhất chính là Kailash. Nếu chúng ta so cái nơi cao nhất, tức là nơi cao nhất so với mặt biển, nơi cao nhất của địa lý trái đất đối chiếu với vực sâu nhất của biển, của trái đất, tức là cái vực sâu nhất, chỗ cao nhất và sâu nhất, chúng ta lấy thí dụ trên bản đồ của chúng ta lấy cái thước đặt từ điểm cao nhất là ở khu vực Kailash, đỉnh Everest, và chúng ta nối đầu, tức là cái cây thước đó nối đầu với bên phía là tân cái vùng Mindanao, tức là cái vùng sâu, vùng trũng, vùng biển Mindanao. Thì khi mà chúng ta đặt một cây thước như vậy là chúng ta thấy đất nước Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là cái miền Trung và Tây Nguyên của chúng ta ngày hôm nay, nó nằm ở ngay cái điểm trung tâm của cái cây thước đó. Vâng, xin chào anh Hồng Lê nhé. Đó là đỉnh cao nhất và sâu nhất. Thì cái vùng trung tâm đó, nó cái vùng giữa đó, nó chính là miền Trung của Việt Nam của chúng ta. Một số những live stream trước tôi cũng đã có đề cập đến một số những cái cơ duyên mà tôi được tiếp cận, và đâu đó là ngày hôm nay các cái sự kiện khoa học đã chứng minh được là cái Angkor Wat, cái tầng dưới của Angkor Wat là nó rộng lớn hơn rất là nhiều, nó cả là cái kinh thành ở dưới đó, mà cái đền đài khu vực của Angkor Wat ngày hôm nay nó chỉ là 1/800 mà thôi, so với những cái đền đài lăng tẩm cả một cái thành phố ở dưới của đền Angkor Wat, tức là nó nằm chìm ở dưới đó. Một cái cuộc biến thiên, điều này nó làm cho chúng ta nhận ra rằng khoa học đã từng xác định rằng Đông Nam Á trước đây đó, có thể là 10.000 năm trước, là Đông Nam Á là một bình nguyên. Vùng Đông Nam Á là một bình nguyên. Những người từ Trà Kiệu, những người từ Quảng Nam có thể đi ngựa để đi sang bên Malaysia hoặc là bên Indonesia. Có lẽ là vì cái sự biến thiên đó, tức là cái thời còn là bình nguyên hoặc là bán bình nguyên đó, mới có cái chuyện xuất hiện chủng tộc người Champa trên cái vùng lãnh thổ ở phía bắc của đế quốc Phù Nam, tức là vùng Phan Rang, Nha Trang, Khánh Hòa, đổ ra tới ngoài Quảng Nam, Đà Nẵng để xây dựng lên triều đại của tức là triều đại của thần Shiva, một triều đại của thần Shiva tại vùng Phan Rang, tại vùng vùng Trà Kiệu, Quảng Nam, Quảng Ngãi của chúng ta. Mà từ thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ hai, tức là từ thời mà Bà Trưng của chúng ta đó, Bà Trưng, Bà Triệu của chúng ta đó, thì cái lịch sử của cái hoàng triều, của cái vương triều Champa đó đã là rõ nét rồi, tại vùng lãnh thổ của Quảng Nam bây giờ. Điều đó ở đâu đó nó làm cho chúng ta cần phải nhìn nhận một cái giá trị
hết sức đặc biệt về thần linh, về tâm linh và văn hóa của cái vùng ngày hôm nay chúng ta gọi là vùng rốn của Đông Nam Á. Đó chính là vùng từ Chiang Mai bọc lên trên Siem Reap, Bắc Tam Bang, Phnom Penh và lấn sang cái chu vi lấn sang tận bên Bà Rịa của chúng ta, tức là đất ngày hôm nay là Bà Rịa. Tức là vùng Thất Sơn lên tới Bà Rịa, Long Khánh và đổ lên phía Tây Nguyên. Cái con sông Mekong nó chính là một cái con sông mà làm cho chúng ta những sự ngạc nhiên, tại vì từ những giai đoạn năm 1936-1937 đó là ông Huỳnh Phú Sổ, tôi xin tùy theo từng cái thời kỳ để tôi có thể gọi tên của Đức Huỳnh Phú Sổ để cho chúng ta dễ quan sát, dễ nghe, bởi vì nó có những cái, trong cái trường hợp của Đức Huỳnh Phú Sổ, tôi nghĩ là có nhiều người vì sự thành tín quá cho nên đã xây dựng lên hình ảnh Đức Huỳnh Phú Sổ nó khá là huyền thoại. Và khi xây dựng lên nó rất nhiều huyền thoại như vậy đó mà không có đủ những sự lý giải, dẫn giải về khoa học đó, và lịch sử đó, thì nó làm cho người ta không có, tức là không có tin được. Tôi rất là buồn, đâu đó là đau. Khi mà tôi ra tù có những người nói với tôi là mấy cái người đó nói xạo như là hòa hảo, tức là mang một cái tính cách, nó trở thành một cái câu cửa miệng là nói xạo giống như hòa hảo. Tôi rất là buồn, bởi vì tôi hiểu rằng những điều mà rất nhiều những người Phật giáo hòa hảo đã trình bày đó, nó có những cái chuyện nó không có, người ta không sờ nắn được. Và vì người ta không sờ nắn được mà người ta cũng không giải thích được, cho nên người ta nói là đâu đó là nói xạo. Ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với những cái cuộc biến chuyển rất lớn của thế giới, và thậm chí nó có thể thay đổi toàn diện cục diện của thế giới trong vòng chỉ 1 đến 2 năm. Cho nên nó cần chúng ta tĩnh lại để chúng ta nhìn vào một cái vùng, tôi gọi là vùng tối, một cái vùng huyền bí mà chúng ta gọi với nhau là tâm linh. Đất nước của chúng ta nó có một cái thời kỳ rất dài, cha ông của chúng ta, người Việt Nam, nó trôi nổi vào tâm linh một cách hết sức là cuồng, dễ tin và dễ cuồng. Ngược lại cũng có một cái thời gian là tôn giáo nó bị báng bỏ, các nhà thờ trở thành các cái sân phơi thóc, các cái chùa chiền trở thành những cái nơi gần như là quy tụ những kẻ bất hảo. Phật giáo tại miền Bắc cũng như công giáo tại miền Bắc của từ những năm 1950 cho tới những năm 1980, tức là 30 năm là què cụt, tức là không có sinh mầm, rất là khó khăn mới sinh mầm được, và rất là khó, tức là không có sự phát triển. Sân nhà thờ hay kho nhà thờ là trở thành sân phơi, và các vị linh mục thì bị tù đầy cho đến chết, chỉ trừ những vị linh mục gọi là lượn lờ thì mới có thể tồn tại được mà thôi. Và một khi mà linh mục mà đã lượn lờ đó thì trước sau cũng xảy ra những sự nguy hiểm cho cái tôn giáo đó. Sau này đặc biệt là miền Trung của Việt Nam là công giáo bật lên, tức là khoảng những năm 1990, năm 2000 là công giáo của miền Trung, miền Bắc Trung Bộ nó bật lên. Tuy nhiên, nó cũng khá là nhiều tiêu cực đã bị ẩn đọng trong đời sống bình thường của người dân phía Bắc của vĩ tuyến 17. Rất nhiều những người đi trồng cần sa, tức là đi trồng cây, trồng
trồng cỏ tại Anh Quốc và lưu bạt tại tại Âu Châu để nhắm cái mục tiêu trồng cỏ, tức là trồng cần sa đó. 80% là người Công giáo. Chúa Giêsu có dạy chúng ta đi trồng cần sa hay không? Và khi chúng ta trồng cần sa như vậy, chúng ta có được tiền bạc nhiều, và các nhà thờ chúng ta cũng góp phần vào để xây những cái nhà thờ nguy nga, nhưng nó có gột rửa được cái hệ quả mà chúng ta làm ra những cái chất mê, những chất cuồng làm cho con người ta mất tính người hay không? Đây là một câu hỏi nghiêm khắc với nhau giữa những người Công giáo dành cho những người Công giáo. Tôi từng đi vào những cái vùng rừng của những người gọi là trốn từ Hải Phòng để đi sang Nga, rồi từ bên Nga đi đường bộ rất là gian khổ để tới vùng nước Bắc của nước Pháp, trốn lạnh, trốn chui, trốn nhủi trong những cái khu rừng để chờ những cái chuyến xe có thể leo vào được những cái chuyến xe đó để đột nhập, tức là vượt cái biển Mông để vào Anh Lê, vào Anh Quốc để trồng cỏ. Đó là một cái đời sống vô cùng khốn cực, và trong những cái hoàn cảnh sống nó không còn bất kỳ một hình thái đạo lý nào cả. Đó là thời kỳ những năm 1999-2000, khi tôi vừa mới ra tù, mới bị trục xuất về Pháp. Và cái giai đoạn đó thì người Hải Phòng nhiều hơn hầu hết là người Hải Phòng. Người ta gọi là bộ đội Hải Phòng. 4-5 năm sau thì cái thành phần đông đảo là thành phần người Công giáo Nghệ An và Hà Tĩnh. Và cho tới ngày hôm nay, cái thành phần đông đảo nhất vẫn là người Công giáo Nghệ An, Hà Tĩnh, trên cái hành trình đi tìm thuốc phiện, tức là đi trồng cây sung sướng, nó là trồng cây thuốc phiện. Thưa các anh chị em, chúng ta lan man với nhau những điều đó để chúng ta cùng nhìn về miền Tây, miền Nam của Việt Nam, và đặc biệt là cái vùng lãnh thổ. Cái vùng lãnh thổ đã làm ra những nhân vật, tôi để trong ngoặc kép, những nhân vật đặc biệt, và một cái hệ, tôi gọi là một cái hệ tư tưởng đạo lý đặc biệt, đó là hệ tín ngưỡng, tín thần, tứ ân hiếu nghĩa. Không có một cái đạo nào, tín thần nào, tín ngưỡng nào dạy cho người tín đồ cụ thể về lòng yêu nước bằng ba cái nhánh tôn giáo đó. Tôi gọi là những, tức là tôi gọi là thần đạo. Đây tôi gọi là thần đạo trước khi gọi là Phật giáo, trước khi gọi là Phật đạo. Và những người lập lên, tác động để lập lên cái nền đạo tứ ân hiếu nghĩa là những bậc trí thức đã chắt lọc tinh hoa của lão giáo, của Phật giáo để lập ra cái tín đạo, tôi gọi là đạo tứ ân hiếu nghĩa. Khi nói đến tứ ân hiếu nghĩa thì cái ân gọi là ân cha mẹ, ân tổ tiên đặt lên hàng đầu. Điều này khá khác với một số những cái lý giải của tứ ân ở một số những hệ phái Phật giáo khác. Và khi đã nói đến tứ ân, đâu đó tôi lại trở lại cái trường hợp của những người Công giáo Nghệ An, tức là Bắc Trung Bộ. Công giáo thời kỳ đầu, tức là khoảng cuối thế kỷ thứ 17, giữa thế kỷ thứ 17 vào khi vào Việt Nam, có những cái sai lầm nào hay không?
Đây là tôi hỏi riêng với những người Công giáo. Các anh chị em có thấy rằng khi Công giáo vào Việt Nam ở thế kỷ thứ 17 có những sự sai lầm nào hay tất tần tật đều là điều tốt hết? Đều là điều đúng với văn hóa và tín lý, tín thần, thói quen sinh sống, ứng xử văn hóa của người Việt. Chúng ta cần phải tìm hiểu để trả lời nghiêm khắc. Chúng ta đừng có bao biện. Bởi vì giờ này không phải là giờ bao biện, giờ này là giờ phải nhìn thẳng tất cả mọi sự kiện. Phật giáo cũng vậy, tín ngưỡng nào cũng thế. Tại sao có một cái khoản đặc biệt của Công đồng Vaticano II khoảng như năm 1960-1962 đã phải gọi là thanh minh thanh nga về cái câu chuyện là không được bái lạy tổ tiên của mình. Người Công giáo Việt Nam ngày hôm nay, những người trẻ đó, tức là trẻ tức là dưới 40 tuổi, các anh các chị có thể cầm một bó nhang hay cầm những cái nén nhang để vái lạy trước di ảnh của tổ tiên của mình, hoặc là di ảnh của những người đã khuất, là bạn của mình hay là thầy của mình hay là chung quanh với xã hội. Tức là lạy, thờ lạy, không phải là thờ, lạy những người đã khuất. Trước năm 1960 là cấm tuyệt đối. Chính vì thế nó đã có một cái giai đoạn đau đớn mà ở một hai cái live stream gọi là nói lan man qua về vấn đề các bậc thánh tử đạo của Việt Nam đó, tôi cũng đã phải gợi ra một số những ý tưởng, đặt ra với nhau một số những ý tưởng rằng có thật sự rằng những vị tử đạo Việt Nam là hoàn toàn là thông minh, hoàn toàn là đỉnh ngộ hay không? Hay nó có cái mù nào đó về về lòng tin. Lịch sử của chúng ta đã có một cái giai đoạn đau thương là bách hại tôn giáo, tức là Công giáo bị bách hại. Và một trong những cái lý do Công giáo bị bách hại nó liên quan rất nhiều đến những người yêu nước, đặc biệt là những cái phong trào gọi là phong trào Bình Tây Sát Tả. Tả là tả đạo, Tây là pháp. Bình Tây Sát Tả, tả là tả, tả đạo, tức là Công giáo, coi Công giáo là tà đạo. Vì thế mới có chữ bên lương, lương là lương thiện. Những cái phong trào mang cái tính cách Bình Tây Sát Tả, những cái phong trào gọi là của vua Hàm Nghi chẳng hạn, tức là tìm sự độc lập cho tổ quốc đó, thì các cái phong trào đó đã có những cái thái độ rất là cứng rắn đối với những vùng người Công giáo vì cái chữ gọi là Bình Tây Sát Tả. Thí dụ ngay bây giờ trở lại cái chuyện La Vang, chuyện Lá Vàng. Tức là La Vang là Quảng Trị, và cái phong trào gọi là Bình Tây Sát Tả đó là rất là dữ dằn cái giai đoạn đó, bởi vì là vua chúa ở cái phong trào cái thời Cần Vương, phong trào Cần Vương của vua Hàm Nghi và vua Thành Thái. Anh chị Lê Văn Vinh bảo Bình xem bách khoa toàn thư về đạo Hòa Hảo sẽ thấy rõ hơn, còn hiện tại mật vụ hay không thì có thể là kịch bản thu hút cộng đồng mang tính dọa nạt gây ra nỗi sợ hãi mà thôi. Không hiểu có chuyện gì mà lại đạo Hòa Hảo ra đời sau nên có đầy đủ tố chất tốt đẹp của các tôn giáo.
có điều bị quốc doanh hóa sau khi cộng sản chủ nghĩa tràn vào Việt Nam. Chính xác. Anh Bảo Bình không đâu hòa hảo là ít bị quốc doanh nhất, tinh thần chống cộng cao nhất. Lễ 18 tháng 5. Anh Bảo Bình biết nhiều quá ha. Cộng sản phải huy động chục ngàn mật vụ. Vâng, rất cảm ơn những sự comment của các anh chị, chứng tỏ rằng là chúng ta là những người quan tâm đến câu chuyện của đất nước, đến câu chuyện của mà cô Jen Selena, cô cái dùng cái chữ mà tôi rất là quý mến, nó là tồn chủ, bảo lưu cái dòng giống của chúng ta, tồn chủ, rất quý khi tôi đọc thấy cái chữ như vậy. Vâng, xin chào anh Ngô Kim Phước. Chúng ta đang bàn với nhau một cái đề tài nó rất khó nói. Tôi là người Công giáo và dòng họ của tôi có nhiều người đã chết được coi là tử vì đạo Công giáo. Mẹ tôi là người Nam Định, bố tôi là người Hải Dương, và là người Hải Dương trong một cái dòng họ có nhiều người đã phải chịu cái chuyện tử đạo. Thì vì là nó nhạy bén cho nên nó cần chúng ta hết sức tỉnh táo để chúng ta bàn thảo với nhau. Chúng ta đưa ra vấn đề để chúng ta tìm cách quy tụ được sức mạnh của chúng ta để làm gì? Quy tụ được sức mạnh của chúng ta để tồn chủng. Mà tồn chủng là gì? Tồn chủng là cái ước mơ cao quý nhất của tứ ân hiếu nghĩa. Tứ ân hiếu nghĩa là gì? Đại tứ ân quan trọng nhất chính là ân cha mẹ, ân tổ tiên. Người Công giáo ở cái thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18 của Việt Nam đâu đó đã bị hướng dẫn sai lầm ở cái chuyện là nước ta là ở trên trời. Nước ta là nước trời chứ không phải là nước này, không phải là nước thế gian. Và nhiều người đã bị dẫn, kể cả thế giới chứ không phải là chỉ có Việt Nam không. À, nước ta là nước trời, nước của ta là nước trời chứ không phải là nước ở đây. Chúng ta lầm lẫn, tự đặt mình vào cái vai trò của Đức Giêsu, vai trò của ông Giêsu. Ông Giêsu cũng có thể nói được như vậy, trong khi chúng ta là con người phàm, con người có nghĩa vụ với cha mẹ của chúng ta, có nghĩa vụ với dòng tộc của chúng ta, có nghĩa vụ với tổ quốc của chúng ta. Cho nên cái khái niệm rằng nước ta là ở trên trời đó, là nó đã bị đồng hóa đi, nó đã bị lèo lái đi, để cho các dân tộc mà có cái ý tưởng phản kháng là không phản kháng nữa. Mà điều này nó không phải nó xảy, chỉ có xảy ra 100-200 năm nay, từ cả hàng thế kỷ thứ tư, thế kỷ thứ ba, thế kỷ thứ tư, thế kỷ thứ năm, nó đã là một cái lý luận để làm cho các quốc gia ở vùng Địa Trung Hải, những quốc gia mà gọi là quân La Mã đó, sức mạnh của La Mã thống trị đó, là nhìn vào cái gọi là nước trời, mà đâu đó quên đi cái quyền độc lập của mình, quên đi cái sự độc lập của mình. Cho nên cái chuyện đó là chuyện tai hại lắm. Chuyện thứ hai là không có, tức là không được thờ lạy, không được, kể cả là vái lạy bố mẹ mình, vái lạy cha mẹ của mình, không được ăn đồ cúng, không được thế này thế kia. Cái đó nó khác hẳn, cái chuyện cấm không được ăn đồ cúng này kia, nó khác hẳn. Nó khác hẳn với, cũng là Công giáo, nhưng mà Công giáo của Tây Ban Nha đó, tức là Thừa Sai Barcelona đó, thì lại là không có gay gắt về cái chuyện đó. Thừa Sai Barcelona, các vị linh mục Thừa Sai Barcelona là đâu đó rất là khôn khéo khi gần như là công nhận cái gọi là cái quyền thần
tức là thần địa phương đó, của những sắc sắc dân bản địa. Điều này đó nó chứng minh để cho chúng ta nhìn thấy là cái sự phát triển của Công giáo tại Nam Mỹ nó đặc biệt, nó hơn, phát triển hơn rất nhiều so với Việt Nam. Việt Nam, Trung Hoa, Triều Tiên và đặc biệt là Nhật vốn dĩ là mang một cái tinh thần nho giáo. Mà nói đến nho giáo thì nó cũng nhiều nho giáo và đạo giáo, lão giáo. Rất nhiều người trong chúng ta đã chưa có nhận diện rõ thế nào là nho giáo. Và nho giáo nó có bao nhiêu cấp độ, nó có bao nhiêu tầng, nó ảnh hưởng đến những cái lực thế quyền như thế nào. Nho giáo nó có Việt nho, nó có Hán nho, nó có Tống nho, nó có đủ thứ nho hết, kể cả bây giờ nó có cả nho Phan Rang, nho Tào Lao Bí Đao là cái nho gọi là Trung Cộng ngày hôm nay, nho Mao Trạch Đông là nho, đó là nho Tào Lao, nho đỏ. Lão giáo chính là đạo, và là cho nên Việt Nam thời của vua Trần Nhân Tông là Tam giáo đồng nguyên, tức là đạo giáo tức là thần giáo, đạo tu tiên ấy, đạo giáo, lão giáo và tức là Phật giáo là đồng nguyên với nhau. Hầu như là cái văn hóa của Á Châu đó, hầu như là chỉ có nước Đại Việt là có cái giai đoạn Tam giáo đồng nguyên trên lãnh thổ mà thôi. Và đây là một cái điểm son cần làm cho chúng ta suy nghĩ. Và tôi nghĩ những cái vị thần đó, những cái vị thần nước Việt làm ra gọi là cái thái độ về Tam giáo đồng nguyên, vua Trần Nhân Tông khi thất bại về cái câu chuyện hòa hợp giữa Champa và Đại Việt, chắc chắn những người như vậy các ngài không đi được, tức là các ngài phải tìm cách để chuyển luân, để chuyển kiếp, để tái sinh. Hiện tượng tái sinh trước khi tôi sang bên Dharamsala tôi không có ấn tượng lắm, nhưng khi mà sang bên Himalaya sống một thời gian tôi thay đổi nhiều vô cùng về cái quan điểm về tiền kiếp, quan điểm về sự chuyển kiếp. Từ đó cái câu mà Đức Huỳnh Phú Sổ khi ngài nói rằng ta không có đi đâu, ta không có mất đâu, ta sẽ trở lại với các con, thầy sẽ trở lại với các con. Thì rất nhiều người nó diễn giải theo cái nhìn vật chất, tức là ông đã bị thủ tiêu ngày 17 tháng 7 năm 1947 rồi, khi mà ông đã bị thủ tiêu 17 tháng 4 hay 17 tháng 7, nhưng 17 tháng 7 năm 1947 khi mà bị thủ tiêu trong cái vụ án Đốc Vàng đó, thì người ta không thấy xác đâu. Thì vì là không thấy xác cho nên nhiều người nói rằng là ngài ẩn cư đi đâu đó, ngài ẩn tích đi đâu đó, rồi ngài sẽ trở lại. Tức là cái chúng ta vẫn bị vướng bận vào trong cái con người vật chất của chúng ta, trong khi cái cách mà ngài nói đó là cái nó mang một cái, tức là một cái chương trình của những vị thượng sư, của các bậc thượng sư. Các ngài không có đi, các ngài có đi là đi xác thân thôi, nhưng mà cái trí tuệ và gọi là đời chuyển kiếp là các ngài vẫn giữ, và đến một lúc nào thuận tiện thì các ngài đã trở lại. Tôi được ngồi với Đức Đạt Lai Lạt Ma và anh Huỳnh cũng phải, cũng như tôi đó, là được ngồi với nhiều những vị gọi là những vị tái sinh khác. Và chúng ta thấy ở họ sự khiêm tốn, chúng ta thấy ở họ sự hòa đồng, chứ hoàn toàn không thấy bất kỳ một sự lố lăng hay là sự kiêu ngạo hết. Đó là sự khiêm tốn, đó là sự tự do trong sanh tử. Và cái câu của Đức Huỳnh Phú Sổ vì thế nó
tôi có một cái lối giải thích và tôi tin rằng lối giải thích của tôi đúng. Tức là chuyển thế, tức là câu mà Ngài nói rằng à, thầy không đi mất, thầy không bỏ các con đâu, thầy sẽ trở lại. Và cái ngày trở lại của thầy, của Đức Huỳnh Cú Sổ, tôi nghĩ là nó đã đến rồi. Bằng cách này hay cách khác, có thể là cái con người để trong ngoặc kép đã hiện hữu. Đức Huỳnh Phú Sổ, nói đến Đức Huỳnh Phú Sổ là phải nói đến tứ ân hiếu nghĩa. Mà nói đến tứ ân hiếu nghĩa là điều quan trọng nhất là hiếu nghĩa. Hiếu là gì? Đạo hiếu. Và đạo nghĩa, đạo hiếu là gì? Với cha mẹ của mình, cái đạo lý đối với cha mẹ của mình, đạo lý đối với tổ tiên tổ phụ của mình. Cái nghĩa là gì? Tức là đại nghĩa, đại đạo chính là cha mẹ của mình, tổ tiên của mình. Đại nghĩa là gì? Là dân tộc đó, là quốc gia đó, là nhà nước đó, là đất nước đó. Tức là cao nhất chính là tứ ân hiếu nghĩa, ân đối với tổ phụ của chúng ta, ân đối với đất nước của chúng ta, sau đó mới đến ân tam bảo, và cuối cùng mới đến gọi là ân nhân loại, ân đồng bào. Tôi nghĩ là chúng ta cần, rất cần tìm hiểu. Và đối với tôi đó, với cái lý luận gọi là đạo lý đó, đạo lý tứ ân thì đẹp quá. Phải là những người đã có nhiều tầng tiền kiếp rồi và gắn bó rất chặt chẽ, rất yêu thương với đất nước của chúng ta mới nghĩ và thực hiện làm ra được một cái tín đạo như vậy. Năm 1849, tư tưởng và triết lý tứ ân hiếu nghĩa có mặt tại miền Tây của Việt Nam. Tại sao không có mặt tại miền Bắc? Tại sao không có mặt tại miền Trung mà lại có mặt tại cực Nam của Tổ quốc? Vùng An Giang. Tức là năm 1849, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương chính thức được xiển dương. Và Đức Giáo Chủ Đoàn Minh Huyên, tên của Ngài là Thiện, Hướng Thiện, Lê, họ Lê, Lê Hương Thiện, Lê Hướng Thiện. Tức là năm 1947 là chính thức khai đạo tại Thới Sơn. Tại sao gọi là Thới Sơn? Thới là Thái đó. Lúc bấy giờ là bởi vì là thời kỳ của vua Thành Thái, cho nên kỵ húy cái chữ Thái, cho nên gọi là Thới, núi Thái Sơn. Mà đã nói đến Thái Sơn thì lại nói đến nguồn mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nguồn là nguồn nào? Thái Sơn là Thái Sơn nào? Một số người nói là Thái Sơn bên Tàu, có gọi núi tên là núi Thái Sơn bên Tàu. Tào lao bí đao. Thái là cực. Nó giống như là Việt, Việt thường. Việt thường nó ở đâu? Nhiều người nói là Việt thường là Champa ngày hôm nay. Chúng ta diễn giải có những cái điều mà người xưa nói với tính cách thần bí, nói với tính cách siêu, gọi là siêu hình, thì chúng ta lại người trần mắt thịt để chúng ta diễn giải. Thực ra Việt thường không có cái địa lý, không có cái lãnh thổ. Việt thường thường giống như là cái câu đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Cái chữ thường là nó cực cao, nó là cao siêu, nó là siêu việt. Đạo khả đạo phi thường đạo, đạo mà giải thích được là từ con gà nó ra con ngỗng, hay là từ con dê đực nó ra con dê cái. Tức là đạo mà giải nghĩa, giải thích được như vậy, rành rành được như vậy, thì cái đạo đó không phải là thượng đạo. Đạo đó chỉ là đạo là thường thường, bình thường. Bây giờ chúng ta gọi là chữ thường thường. Chữ thường bây giờ
chúng ta dùng nó khác với chữ thường của 3.000 năm trước, 2.000 năm trước cha ông của chúng ta dùng. Cha ông của chúng ta ngày xưa dùng khi nói được chữ Việt thường, Việt nó đã là vượt rồi, mà thường thì nó còn cao hơn, tức là cao hơn rất là nhiều nữa. chúng ta hay lẫn lộn cái, tức là lẫn lộn cái cách dùng của tổ tiên của chúng ta. Chúng ta tổ tiên chúng ta nói là phi thường, phi thường đạo khả đạo, phi thường đạo. Cái chữ phi mà tổ tiên chúng ta dùng trong cái chữ đạo khả đạo, phi thường đạo, chữ phi đó nó nghĩa là zero, phi là bất, phi là vô, tức là không. Đạo mà gọi được là đạo thì nó không còn là thượng đạo, thường là thượng, nó không còn là thượng đạo, cho nên nó là phi thường đạo, tức là nó phi thượng đạo, nó không phải là thượng đạo. Cho nên chúng ta bị lầm lẫn rất nhiều trong cái câu của tổ tiên của chúng ta liên quan đến đạo khả đạo, phi thường đạo. Cái chữ phi thường ngày hôm nay chúng ta dùng lẫn với nhau, chúng ta gọi là phi thường tức là chắc tuyệt, là siêu việt. Trong khi cái chữ phi thường trong cái câu của Đạo Đức Kinh, chữ phi thường đó là chữ phi đó là zero, chữ phi đó là không, chữ phi đó là bất, chứ không phải là chữ kép, tức là từ ghép, từ kép với nhau, mà nó là từ đơn, chữ phi chấm thường chấm hai chữ khác nhau, không có đi lôi, không có đi đôi với nhau. Cho nên đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Khi cái danh mà người ta nâng niu được, người ta vỗ về được, người ta sờ nắn được, thì cái danh đó nó là tầm thường, chứ nó không phải là thượng, nó không phải là phi thường. Cho nên chúng ta cần phải nhận diện lại thật kỹ những điều mà chúng ta đang sống ngày hôm nay để tìm hiểu cái tư tưởng, tư duy của cha ông của chúng ta 2.000 năm trước, 3.000 năm trước. Nó biến thiên theo thời đại, chữ nghĩa nó cũng có những sự biến thiên, cho nên cần phải tìm hiểu thật kỹ để nhận ra cái tư tưởng, cái tư duy, đặc biệt là đạo, đạo lý. Đạo thì đâu có sờ được, chúng ta đâu có nắn được, chúng ta đâu có vắt nó ra nước được. Nó là siêu hình, nó là tư duy, là tâm linh. Tâm linh thì chúng ta không có thò tay. Tâm linh thì chúng ta không thò tay vào trong đầu của chúng ta, chúng móc ra thành một cái sợi dây điện nó màu tím, màu xanh hay là gì đó để chúng ta cuốn lại thành một cái cọng dây đồng, một đống dây đồng, không có. Nên chúng ta cần phải tìm hiểu tại sao ở cái vùng cực nam của Tổ quốc nó lại xuất hiện bốn nhân vật hết sức quan trọng về tâm linh của vùng văn hóa mà ngày hôm nay tôi xin phép được khoanh vào cái vùng văn hóa mà có ba ngọn núi trong thời gian vừa qua đã tỏa ra những cái thiên tượng hết sức đặc biệt. Và mới ngày hôm qua tại Sài Gòn cũng tỏa ra một cái thiên tượng như vậy, tức là một bầu trời có những cái vòng tròn, mây vòng tròn và là mây ngũ sắc. Nhiều các anh chị em mới nhìn cái vòng tròn và coi bảo à đó là cái dù. Chúng ta chỉ nhìn vào cái hình vòng tròn mà chúng ta không muốn, chúng ta không cố gắng ta nhìn vào cái tâm điểm của cái hiện tượng đó, tức là bảy màu mây ngũ sắc. Những cái vầng mây ngũ sắc đó nó làm cho chúng ta cần phải liên tưởng đến cái chữ ngũ. Đạo lý của phương Đông của chúng ta, đạo lý của Bách Việt của chúng ta quan trọng vô cùng cái chữ ngũ, cái con số 5. Ngũ hành. Bà nữ hoa đội đá vá trời, ông Phục Hy cầm thước rạch, rạch chia, phân chia thiên hạ. Thần nông tức là tam hoàng mà ngày hôm nay bọn tàu nó thờ, nó coi là tổ của chúng nó đó, là tam hoàng ngũ đế. Và tam hoàng đó là ai? Thứ nhất là ông thần nông, thứ hai là bà Phục Hy, bà nữ hoa, và thứ ba là ông Phục Hy,
Tam Hoàng Ngũ Đế. Cái hình mà những cái tượng mà đào được cổ nhất từ 3.000 năm trước, 4.000 năm trước là bà Phục Hy và bà Nữ Hoa và ông Phục Hy là hình người. Hình bên trên là hình người, nhưng phần dưới tức là hai chân nó không phải là hai chân của con người mà nó là hai đuôi của giao long. Cho nên vì thế mới có cái gọi là những cái nước gọi là giao chỉ, nước giao chỉ, giao châu, giao long. Cái chữ giao chỉ là hình tượng của bà Nữ Hoa và ông Phục Hy, hai cái đuôi là quấn với nhau. Và bà Nữ Hoa khi đội cái tòa đá để gọi là vá trời đó, tòa đá đó chính là tòa đá năm màu, nó biểu tượng cho ngũ hành. Cho nên tất cả những cái cờ quạt mà từ thời Hai Bà Trưng chúng ta còn nắm được, chúng ta còn biết được, cũng như là trong những cái phương tiện thờ lạy, thờ cúng lễ hội của chúng ta đó, là cờ ngũ sắc. Bỏ cờ ngũ sắc nghĩa là bỏ tổ phụ, bỏ ngũ hành, bỏ đạo lý của tổ tiên. Vì thế bầu trời khi hiện ra những vầng mây tròn mà có ngũ sắc thì đó là thông điệp của thiên tượng. Vòng tròn là biểu của đạo. Đạo biểu là vòng tròn, là cái bánh xe. Và ngũ sắc nghĩa là ngũ hành, đạo lý âm dương. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, tức là đạo tự nhiên của vũ trụ. Chúng ta có thuần với sự tự nhiên của vũ trụ hay không, hay chúng ta đang chống lại sự tự nhiên của vũ trụ? Cái thế lực nào đang chống lại tận cùng cái sự tự nhiên của vũ trụ? Nó muốn biến con người ta trở thành là những con thú, là những cầm thú. Nó muốn phá hoại cái gọi là cái dòng ADN của con người đi. Từ 6-7 tỷ con người, nó chỉ muốn rằng sẽ còn lại là chưa tới 1 tỷ con người thôi. Tại sao nó muốn như thế? Và bây giờ chúng ta lại nhìn vào cái vùng lãnh thổ, gọi là vùng lãnh, tôi gọi là vùng lãnh thổ linh thiêng. Cái biểu của linh thiêng đó, 30 năm trước chúng ta không nhận ra. Tôi trở lại cái chuyện là năm 1994 tại trong tù, các ông Phật giáo Hào nói với tôi về một cái tầng dưới của Angkor. Tôi nghĩ trong đầu các thầy bà sợ, các thầy nói búa xua, các thầy nói tùm lum, không tin được. Cuối cùng khi tôi đi sang tới Dharamsala, tôi đâu đó tôi nhận ra những điều mà Đức Huỳnh Phú Sổ khi nói năm 1938, năm 1939 á, là lúc đó là ngày sinh năm 1920. 1920 thì năm 1938, năm 1939 ngài chỉ có 18-19 tuổi. 18-19 tuổi ngài đã nói về Kim Thần Sơn. Ngài đã nói về dòng Mekong. Phát tích của dòng Mekong là từ đâu? Khi đó thế giới chưa nhận ra được, tức là những nhà thám hiểm chưa có trả lời dứt khoát rõ ràng được là cái vùng Cửu Long, tức là dòng sông Mekong xuống dưới Cửu Long đó, nó là một cái mạch sông chảy từ nguồn mẹ Công Cha như núi Thái Sơn. Núi Thái Sơn nghĩa là Himalayas. Núi Thái Sơn cực cao của thế giới, cực cao của trái đất là Himalayas, là Kailash. Công Cha như núi Kailash, Công Cha như núi Thái Sơn. Vì thế mà ông Đoàn Văn Huyên không phải đơn giản, ông đặt cái chùa đầu tiên, xiển dương đầu tiên là Thới Sơn, là Thái Sơn. Công Cha như núi Thái Sơn, Kailash. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái dòng Mekong nó từ đâu nó chảy ra? Tự nhiên.
năm 1938-39 là Đức Huỳnh Phú Sổ đã xác định rằng cái dòng Mekong đó, cái nguồn đó nó đến từ Himalayas và nó xuống dưới, tức là nó xuống tới Quảng Tây đó. Khoảng tới Quảng Tây thì nó bật lên, nó làm thành nước tần, tức là nó làm ra nước tần, nó xây dựng cho, tức là nó hình thành một cái văn hóa của nước tần, cái văn minh của nước tần, chính là cái dòng bị quật lên. Dòng quật lên đó là dòng sông Dương Tử. Còn cái dòng chính, dòng xuôi Bắc Nam chính là Mê Công của chúng ta. Cái dòng xuôi, dòng chính của Bắc Nam, tức là cái bờ bờ Tây và bờ Đông của Himalayas, dãy núi Himalayas, cái bờ Đông là cái ngọn chính, cái dòng chính, cái mạch chính của gọi là long mạch, sinh mệnh mạch, dòng chính, chính là chảy xuống Lan Thương. Lan Thương tức là xuống tới Quảng Tây, rồi từ Quảng Tây đi qua Miến Điện, đi qua Lào, đi qua Campuchia, Thái Lan, rồi vòng vào Việt Nam. Đó là dòng chính, mệnh chính của gọi là dòng sinh lực, dòng sinh khí của mẹ, của nguồn chính gọi là phía Đông. Còn bên phía Tây là sông Hằng. Tại sao gọi là sông Hằng? Mặt trăng, Hằng là mặt trăng, Hằng là vĩnh cửu. Nó nói đến văn hóa mẹ. Sông Hằng là nói đến văn hóa mẹ. Còn Mekong, Mekong cái tiếng cũ, tiếng cổ của Malaysia là gì? Mekelong. Mekelong là gì? Nó có một cái nhánh thời Đức Huỳnh Phú Sổ gọi cái nhánh đó là sông Cái Lớn. Người đời sau, tức là người sau đó không dám gọi đúng cái chữ của Mekelong, cho nên gọi trách nó đi là lớn. Không, nó là sông Cái Lồn. Chúng ta đang nghĩ rằng tục. Không. Con người ta ai chả sinh ra từ cái lồn của người mẹ. Nguồn đó. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thời nhà Minh, thời nhà Đường, vua chúa chúng nó bắt người dân, bắt những cái đoàn thám hiểm phải đi tìm ra cái nguồn của sông Lan Thương, từ cái nguồn của sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Nhưng đoàn nào đi rồi cũng chết, ai mà tìm được? Nó cao quá, nó tận chân trời mà, người ta gọi là sông trời. Lên tới đỉnh Kailash bây giờ đó, tức là khoảng 20 năm nay, 30 năm nay, tức là sau cái giai đoạn năm 1990 đó, các cái đoàn thám hiểm của người Nga mới nhận diện ra được Kailash, chứ còn trước đó là mơ hồ. Người ta nhìn về Kailash là cái đỉnh Somachi, tức là những người thiền tịnh quái dị ở trong đó. Có những người cao, tức là cả thân xác người ta cao cả 4 mét, người ta ngồi lù 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 trong những cái động Somachi đó. Đó không phải là Phật giáo, cái đó còn trước cả Phật giáo. Và không phải là chết rồi, và chẳng ai định được tuổi của họ đó. 200 năm, 300 năm, hay 2000 năm, 3000 năm. Và họ để lại cái thông điệp gì? Bảo lưu bản ADN của con người. Đâu đó họ là những người của một tầng văn minh khác còn lưu tồn lại. Vâng, anh chị Lê Văn Vịnh, chính xác. Tức là người ta gọi những người đó là những người tuyết. Họ ở trong những cái, họ Somachi trong những cái động đó. Tưởng rằng họ chết rồi, tưởng rằng họ không còn sống, mà không, họ còn sống. Những đoàn thám hiểm của người Nga, họ nhận diện được. Và đó, Đức Huỳnh Giáo Chủ, từ những năm 1928-1940, Ngài đã nói về những cái chuyện đó. Kim Thần Sơn, tức là giải Kailash, Somachi. Làm sao một con người ở
cái giai đoạn năm 1937, 38, 40 mới có trên dưới 20 tuổi đầu mà lại sống ở một cái vùng gọi là đèo heo hút gió khỉ ho cò gáy, là ông Huỳnh Phú Sổ mà ông lại có thể có được cái kiến thức. Ai cho cái kiến thức đó? Và ông nói đâu phải là ông nói khơi khơi đó. Ông Huỳnh Phú Sổ xuất khẩu là thành thi, chứ không phải là xuất khẩu thành chương, xuất khẩu thành thi. Cái kiến thức đó, kiến thức về văn học, kiến thức về chính trị thế giới, kiến thức về triết lý, kiến thức về đạo lý, kiến thức về Phật giáo, kinh khủng. Ngày hôm nay tôi 63 tuổi, tương đối gọi là người tọc mạch tò mò rất nhiều thứ để mà học hỏi, mà so với cái kiến thức của gọi là anh chàng 20 tuổi Huỳnh Phú Sổ năm 1940, tôi nhận rất rõ mình chỉ là cái tâm, cái kiến thức của mình chỉ là cái tâm trong cả một cái bầu trời kiến thức của một người thanh niên tên là Huỳnh Phú Sổ. Tôi đang không ca ngợi, không ca ngợi không công đối với Đức Huỳnh Phú Sổ, mà tôi đang bị dẫn dắt rằng à phải, đâu đó đã đến lúc lên tiếng, để không phải là vinh danh mà để cho chúng ta nhận ra cái vùng đất Tây Nguyên, xin lỗi, vùng đất Tây Nam của chúng ta, vùng đất từ Siêm Reap của Khmer chạy dài đến vùng đất, những vùng đất Phù Nam của Bà Rịa, Dinh Bà Rịa, vùng Bà Rịa ở núi Bà Đen, Chứa Chan ở Long Khánh, lên tới vùng Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum. Tất cả đó đang là một cái vùng đất chúng ta cần phải nhìn rằng đó là vùng đất thiêng, đó là vùng đất linh. Thiên tượng của ba ngọn núi trong những thời gian vừa qua, từ núi Bà Đen đến hiện tượng, những hiện tượng của núi Cấm cũng như là núi Dinh và Chứa Chan, cũng giống như là một cái hiện tượng mới xảy ra ngày hôm qua, mà ngày hôm qua tin được hỏi lên là đúng giờ hoàng đạo của ngày 19 tháng 6. Mà ngày 19 tháng 6 là ngày gì các anh chị em, có mấy ai nhớ không? Ngày 19 tháng 6 là ngày thành lập Quân đội Cộng hòa Việt Nam đầu tiên. Và đối với hải ngoại thì ngày 19 tháng 6 là ngày giỗ của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Người ta tụ nhau lại để tưởng nhớ những người đã chết trong quân lực Việt Nam Cộng hòa, tức là quân lực Cộng hòa. Cái vầng mây đó đối với tôi, có thể là các anh chị em coi tôi là suy diễn, nhưng tôi tin rằng đó là một tín hiệu, một tín hiệu thiện lành, một tín hiệu đẹp, một tín hiệu tốt cho những ngày sắp tới của miền Nam Việt Nam, nền Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn rất rõ rằng cái giá trị của sự cộng hòa, cái giá trị của sự khai phóng của phương Nam, của Sài Gòn, của phương Nam, nó đang cần phải được đặt đúng vị trí của nó. Để chúng ta thấy rằng đó chính là mục tiêu mà quốc gia của chúng ta, quốc gia chưa nói đến lãnh thổ nhé, quốc gia của chúng ta phải đạt đến trong thời gian sắp tới. Đó là sự cộng hòa, đó là sự liên lập, đó là sự khai phóng, đó là sự phóng khoáng của người miền Nam. Chúng ta trong 2-3 ngày vừa qua, chúng ta nhìn thấy những cái tấm hình của Hà Nội, các cô không mặc quần áo đỏ lòm, quần áo cờ sao, tức là cờ cộng sản đỏ lòm, phơi mình ra giữa đường, không phải là 10 người, nằm ngửa ra giữa đường. Không biết nằm ngửa làm gì thì không biết. Chắc là cầu ông Chúa hay cầu
Chúa Phật thì không có màu đỏ, chắc cầu quỷ hay cầu gì không biết, mà cả hàng ngàn người như thế, mặt mũi hết sức là thành kính, thành khẩn. Điều đó nó làm cho chúng ta nhận ra điều gì? Cái màu đỏ đó và cái thái độ đó, đó, đó là thái độ cực đoan bảo thủ phương Bắc. Mà khi quốc gia lốn cuộn trong cái chuyện bảo thủ cực đoan như vậy thì chỉ có xà quần trong những cái ao làng với nhau thôi. Tức là sống trong ao làng với nhau. Không thể là phát triển được. Muốn phát triển phải như phương Nam. Nó cũng giống như cái chuyện mà tại sao người miền Bắc muốn phát triển, muốn làm giàu mà không ăn cắp nhé. Làm giàu mà không ăn cắp là phải vào phương Nam. Chứ còn ở ngoài miền Bắc mà làm giàu được là phải ăn cắp. Chỉ có ăn cắp, tham nhũng mới làm giàu được ở phương Bắc. Chứ còn làm gọi là bình thường, làm đéo gì có thể thì làm giàu ở phương Bắc được. Cho nên đang cần phải nhìn thật rõ. Muốn xây dựng được một quốc gia gọi là thật sự là công bằng, thật sự là đẹp, là phải mang tính phương Nam, phải mang tính Sài Gòn, và đặc biệt về đạo lý, về đạo giáo, phải mang tinh thần của những người khai đạo từ Bửu Sơn Kỳ Hương đến đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, và kể cả những lý luận của một bậc sư xuất hiện 2 năm rồi biến mất, đó là sư Vãi Bán Khoài. Năm 1949, Bửu Sơn Kỳ Hương với Đức Đoàn Minh Huyền đã là người sáng đạo. Đến thời của Đức Ngô Lợi, tức là năm 1876 của Đức Ngô Lợi, tất cả những vị này khi lập đạo, khi đi tuyên dương, xiển dương lập đạo đều là rất trẻ, tức là tuổi dưới 30 không, là những người lập đạo. Và kể cả là sư Vãi Bán Khoai năm 1901, năm 1902 xuất hiện một vị gọi là sư Vãi Bán Khoai. Lý luận rằng là lý luận của Đức Giáo Chủ Đoàn Minh Huyền, tứ đại trọng ân, tức là tứ ân hiếu nghĩa, rặc với cái tư tưởng của Đức Ngô Lợi và rặc với tư tưởng của Đức Huỳnh Phú Sục. Cả bốn người này đều xuất hiện ở vùng miền Tây, đặc biệt liên quan đến Đồng Tháp và An Giang, Tiền Giang ngày hôm nay. Và chúng ta có một cái liên tưởng nào đó đến cái địa hình gọi là An Giang, Tiền Giang, núi Cấm với Siêm Riệp, với Angkor Wat hay không? Hãy liên tưởng. Và giống như hồi nãy tôi nói là cái dòng gọi là cái dòng đại mạch của trái đất đi từ đỉnh cao chót vót Everest, Kailash của Himalaya đổ là đổ xuống đâu? Đổ xuống Việt Nam. Và đổ xuống miền Tây của Việt Nam. Tại sao cái dòng đại mạch đó không đổ từ ở Miến Điện là đổ ra biển đi, mà còn leo trèo để làm thành ngọn Trường Sơn, để thành Trường Sơn và tức là âm dương đi cùng với nhau, núi và nước đi cùng với nhau, sơn thủy đi cùng với nhau, để làm thành cái dòng đại mạch Bắc Nam đổ xuống tới Campuchia, luồn cuộn bên Thái Lan, rồi mới vòng vào ngày hôm nay là vùng lãnh thổ Việt Nam. Nó quý vô cùng, nó cực quý vô cùng. Hôm trước anh Nguyễn Bình có đề cập đến, anh chị Nguyễn Bình có đề cập đến là mỏ đá quý, tức là đất quý, đất hiếm. Từ năm 1994 tôi được nói chuyện về cái câu chuyện đất hiếm đó, bởi những vị tu sĩ hết sức là thông dân của Phật giáo Hòa Hảo. Và tôi không có tin, nó đâu không tin. Bây giờ thì tin sái cổ, tại vì các ngài nó đúng quá, không trật đi đâu được hết.
tìm hiểu kỹ, và những cái gì mà ngày hôm nay chúng ta nhận được thì nó hết là hết sức là đặc biệt. Cho nên là cái giai đoạn năm 1949 năm 1849 xuất hiện Bửu Sơn Kỳ Hương là xuất hiện tại vùng đó. Chính xác ạ, vùng Thất Sơn Bảy Núi. 27 năm sau, năm 1876 là xuất hiện Tứ Ân Hiếu Nghĩa của Đức Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa của Đức Ngô Lợi. Và năm 1901, năm 1902 là Sư Vãi Bán Khoái. Chỉ có trong 2 năm một vị sư mà người ta gọi là sư mà là sư vãi, tức là không biết là ngài là đàn ông hay ngài là đàn bà. Ngài thuyết giảng rất hay. Thuyết giảng vừa bán khoai vừa thuyết giảng trên thuyền. Tức là đúng là đạo đi như mây, không tham, không si, không chùa, không đền đài gì cả. Thế đó. Rồi kéo dài từ cái giai đoạn năm 1849 sự xuất hiện của Đức Đoàn Minh Huyên tới năm 1939 mới chính thức đạo hòa hảo với Đức Huỳnh Phú Sổ Xiển Dương. Cả ba gọi là nhân lực này, tôi gọi là ba vị thánh, đều mang một tư duy, đều mang một tư tưởng tứ ân, tứ đại trọng ân, tứ ân hiếu nghĩa. Và đối với tôi bây giờ tôi xin phải lập lại, đối với tôi không có một cái nguồn đạo nào nó hữu lý, nó trí tình cho bằng tứ ân hiếu nghĩa. Nền tảng để ổn định xã hội, nền tảng để bảo vệ được quốc gia, nền tảng để có thể hòa bình được với năm châu bốn bể, chỉ có tứ đại trọng ân mà thôi. Cho nên tôi xin được coi rằng đây là bốn vị này là bốn vị thánh. Thưa các anh chị em, không dám lạm bàn sâu nữa, và rất mong có các anh, các chị, anh Nguyễn Bình, đúng chú Thành, đạo hiếu nghĩa tại Ba Trúc, An Giang. Thưa vâng ạ, tứ ân hiếu nghĩa là Đức Ngô Lợi. Đức Ngô Lợi là người gốc Bến Tre. Bến Tre. Nhưng lập ra chùa đầu tiên để xiển dương đạo là tại Ba Trúc. Ba Trúc Tri Tôn. Tri Tôn là bây giờ là sao? Ở An Giang hay là ở Tiền Giang? Tôi bây giờ 40 năm rồi xa nước An Giang hay Tiền Giang là không có, có những cái địa danh tôi không có nhận diện được nữa. Tịnh Biên cũng vậy, Tịnh Biên là An Giang hay là Đồng Tháp. Nhưng cái vùng lãnh thổ đó đối với tôi là vùng lãnh thổ một, tức là một vùng với nhau. Vùng lãnh thổ nối với cái mạch đặc biệt, anh Bảo Bình nói là An Giang, vâng. Nối với cái vùng địa lý, vùng lãnh thổ đặc biệt từ Siem Reap, từ Angkor, từ đền Angkor đến Bảy Núi Thất Sơn. Và đối với tôi đó, với những cái sự hiểu biết thì đó chính là nơi sẽ làm xây dựng phú cường cho nước Việt ngày mai. Phú cường về vật chất và phú cường cả về đạo lý và tinh thần. Cho nên chúng ta ngày hôm nay chúng ta bớt phân biệt đi. Tôi xin như vậy, tôi cầu xin như vậy. Tôi là người Công giáo nhưng mà ngày hôm nay là tôi rất mê. Tôi nói rất cụ thể là ngày hôm nay tôi rất mê, không phải cuồng nha. Tôi rất mê cái tinh thần của, tức là tín đạo, tín lý, cái lý thuyết của tứ ân hiếu nghĩa. Bởi nếu giữ được tứ ân hiếu nghĩa là hòa bình, là phát triển. Mà ở phía Bắc vĩ tuyến
Mà bây giờ nói cái chuyện tư ân hiếu nghĩa thì là rách bươm, không nói được. Chúng ta chỉ có thể nói chuyện được tư ân hiếu nghĩa ở phía Nam vĩ tuyến 17 mà thôi. Cho nên đâu đó cũng đã đến lúc phải chuẩn bị. Phải chuẩn bị một cái vùng lãnh thổ của tư ân hiếu nghĩa. Để từ vùng lãnh thổ đó nó sẽ tỏa cái tinh thần và giá trị của tứ ân hiếu nghĩa ra toàn thế giới, chứ không phải là chỉ có phía Bắc của Việt Nam. Cái giá trị của tứ ân hiếu nghĩa nó phải là giá trị của thế giới. Nó không thể chỉ vỏn lum cum còn con ở cái chuyện là Bắc hay là Nam vĩ tuyến 17. Vậy nhá, thưa các anh chị em, không dám bàn sâu nữa đâu. Và đây là một live stream duy nhất tôi đề cập đến chuyện này, đề cập đến lĩnh vực này. Và xin các anh chị em chúng ta cùng hướng thiện, cùng tìm đến nhau để xiển dương giá trị thiện nơi mỗi người. Xin kính chào các anh chị em.